mình Tự Tin Để Đẹp. Thì vừa qua thì Kim Thoa có nhận được một bức thư đăng ký tham gia chương trình Tự Tin Để Đẹp, nhưng mà lại là của một bạn nam, là học sinh lớp 11. Bạn ấy tên là Huy. Và hôm nay thì Kim Thoa cũng đã có hẹn với Huy tại trường học của bạn ấy. Và khoảng một xíu nữa thôi thì Kim Thoa sẽ gặp Huy, và để xem là Huy là đăng ký cho Huy tham gia hay là cho người thân của mình. Dạ em chào chị. Thấy chị là nhận ra ngay đúng không? Dạ. Huy viết thư gửi đến cho chương trình Tự Tin Để Đẹp là em đăng ký cho... Dạ em đăng ký cho mẹ em, để mẹ em đẹp trong mắt em với lại ba em. Như vậy khi mà mình đăng ký đó là mẹ chưa biết đúng không? Dạ. Em và ba em muốn tạo bất ngờ cho mẹ, nên em và ba em đã đăng ký âm thầm cho mẹ. Anh hỏi mẹ không? Dạ. Dạ con chào cô. Chào em. Con bạn học của Huy phải không cô? Không tin. Dạ đăng ký cho mẹ để mẹ tự tin hơn trong mắt con với ba. Thì con nói bữa là hôm nay là có chương trình tới hả? Dạ. Dạ cô. Thì Huy và chú là tạo bất ngờ cho cô và một cái chương trình làm đẹp. Thì con là Kim Thoa, là MC của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, 47 tuổi, sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng và con trai 17 tuổi. Với công việc nội trợ hàng ngày là đưa đón con trai đi học và chăm chút lo việc bếp núc gia đình. Nhưng phong cách ăn mặc hiện tại của chị Kim Cúc như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Đây là chỗ cô hay may đồ. Chào chị. Em là được nghe cô nói là chị là từ hồi giờ lúc nào là cũng may đồ cho cô, nên hôm nay là một hai là em phải nói là cô đưa em đến chỗ này để em gặp chị. Cô may đây là cũng được mười mấy năm rồi đó. Thường là may đồ bộ, là những chất vải thun như thế này. Đúng này, thun như thế này hoặc là vải tông. Là cái này là may áo lẻ, còn cái này cũng may áo lẻ luôn để mặc với quần tây. Đúng rồi, mua quần ống ôm á. Ủa chị từ hồi giờ là cứ hay may đồ cho cô, là có bao giờ mà là chị tư vấn cái kiểu cho cô may không? Hay là tự cô là đưa kiểu cũng may? Có tư vấn nhưng mà chị nói là chị không hợp. Cái khuyết điểm của chị khi may đồ là cái vai của chị một bên cao, một bên thấp. Nhưng mà cái cổ của chị là bị hõm xuống, cho nên khi cắt đầu là phải cắt cái cổ rộng thì mặc mới đẹp. Là khách thường xuyên hơn 10 năm nên cô chủ thợ may rất am hiểu ưu khuyết điểm của khách. Nhưng chị Kim Cúc vẫn giữ riêng một phong cách ăn mặc cho riêng mình. Lý do gì chị Kim Cúc lại như thế? Hãy cùng MC Kim Thoa khám phá nơi sống của gia đình chị. Khi mà bước vô nhà thực sự em thấy là nhà mình rất là gọn gàng, mặc dù cũng nhỏ xinh xinh mà cái nào thì rất là nề nếp. Một tay của chị ở nhà mình đâu có làm gì đâu, như Huy nó đi học là lúc đó chị rảnh rồi, chị dọn dẹp giặt giũ thôi. Cái mà về ví dụ về sắc đẹp của phụ nữ chúng ta thì nhiều khi nó không phải là ở vẻ bề ngoài không đâu, nó còn nhiều khi cũng phải phụ thuộc vô những cái khẩu phần ăn của mình như thế nào. Hồi nãy là chị đưa em đến với lại cái tiệm may rồi, còn bây giờ em muốn biết là cái tủ đồ hiện tại của mình á, thì quần áo hàng ngày mình mặc như thế nào, rồi đi tiệc như thế nào, rồi giày dép như thế nào nữa. Với sự nhận xét và mong mỏi sự thay đổi từ chương trình Tự Tin Để Đẹp mang đến, điều trước tiên phải xem qua tủ quần áo của chị Kim Cúc như thế nào. Đây là tủ quần áo của chị Cúc. Đây là tủ quần áo của chị. Nhưng mà từ đây tới đây là đồ của ảnh mất tiêu rồi, đúng không? Hai cha con. Đồ của hai cha con là chiếm là hơn nửa cái tủ rồi đó. Ba rồi. Đúng rồi. Bây giờ là em muốn xem những cái đầm đi tiệc của mình đi. Chứ hồi nãy giờ là đi qua tiệm may thì cũng toàn là may đồ bộ mặc ở nhà không mà. Bây giờ em muốn xem đồ đi tiệc á. Sao vậy rồi chị? Cái chị hay mặc cái này. Có một cái đầm đen cái đi tiệc. Cái này thì em nghĩ là nó sẽ hợp với lại việc đi uống cà phê, đi dạo, rồi đi chơi với gia đình thì được. Chứ gọi mà mặc cái này đi tiệc thì không có được đâu. Đơn giản quá. Đơn giản quá, mà lại cái chất liệu vải này thì nó cũng không hợp với lại những cái buổi tiệc. Là những cái này thì em thấy cũng được nè. Cũng hợp thời trang, cũng dễ mặc. Cái form suông nữa thì nó cũng sẽ che đi được cái vòng hai của mình. Chị cũng mặc suông với lại có tay nhỏ xíu. Trang phục tiệc của chị Kim Cúc đa phần là những chiếc đầm suông màu sắc đơn giản. Ngay lúc ấy, cậu con trai mang điều bất ngờ cho Kim Thoa. Cái này là chị gái của em hả? Dạ, mẹ em. Mẹ ngày xưa chứ không phải mẹ ngày nay. Cái này là lúc mình bao nhiêu tuổi vậy chị Cúc? 30 mấy, cũng 40 chứ hả? 40 khoảng đó. 40 thì bây giờ 47. Đâu, hình gia đình của mình này kia đâu? ba người. Đây là ông xã không? Xã chị Tấn Phương. Nhìn cũng phong độ đó, nên là muốn vợ đẹp là đúng rồi. Cũng 3 năm về trước luôn. Cỡ đó không mà còn sau này là chụp hình Facebook là không có rửa hình ra nữa. Hình ảnh lưu lại bao kỷ niệm khi còn trẻ với nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng. Cùng bức hình gia đình luôn nhắc nhở chị Kim Cúc phải toàn vẹn câu, công dung ngôn hạnh. Gia đình của mình mặc dù có ít người thôi nhưng mà em thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù thì Huy hơi buồn xíu tại vì không có em mà anh rồi để chơi với nhau đúng không? Nhưng mà chỉ cần lúc nào trên môi tất cả thành viên trong gia đình cười tươi như thế này là vui rồi, là hạnh phúc rồi đúng không chị Cúc? Từ hồi nãy tới giờ trò chuyện với chị thì em thấy gia đình của mình rất là ấm cúng. Chị là một người phụ nữ là của gia đình, rất là yêu thương và chăm sóc gia đình của mình rất là tận tụy. Là đó là một cái nét đẹp đẹp lắm của người phụ nữ từ ở trong tâm hồn. Nhưng mà bây giờ là mình cũng ở 47 tuổi rồi thì cái vẻ ngoài nó cũng sẽ rất là quan trọng. Và em là rất là mong muốn là khi mà chị tham gia vào chương trình chị sẽ được đẹp từ ở bên trong ra bên ngoài luôn hả chị Cúc ha? Và rồi bây giờ thì em chào tạm biệt chị và Huy, hẹn gặp lại chị ngày hôm sau để chúng ta có thể gặp gỡ các chuyên gia của chương trình. Và rất là mong muốn ngoại hình mới của chị Cúc sẽ làm cho Huy và cả ông xã của chị hài lòng chị Cúc nha. Cảm ơn em. Chào Tính, chị muốn nhờ Tính tư vấn cho chị tại chị có khuyết điểm là cái vòng hai nó to, với lại cái vai của chị là từ xưa giờ nó bị bên thấp bên cao, nó mặc đồ nó cũng không có được đẹp lắm. Cái phần vấn đề vai thấp vai cao thì có thể trang phục thì nó cũng thể ăn gian được, thực sự cũng không ai chú ý vào cái bờ vai. Thực sự cái khuyết điểm của chị đó là cái phần nây bụng của chị hơi lớn thì mình sẽ tìm cách khắc phục cái khuyết điểm đó bằng những trang phục có thể chất liệu nó sẽ có thể là dày dặn hơn, những cái form dáng có thể ôm gọn, mình có thể che được, mình nó thắt lại phần này thì nó đẩy phần này vào và nó sẽ giúp phần ngực mình to hơn, bắt đầu mình giúp cho mình đẹp hơn. Hồi giờ mặc toàn đồ may không à, nên là rất là ít khi mà đi mua đồ. Mà chị Cúc mỗi lần ví dụ như bây giờ chị đi mua đồ đi thì chị hay đi mua ở đâu nhất? Thì nói chung chị không có nhất định là một chỗ nào, cứ mình thấy cái chỗ nào mà treo đồ đẹp ấy, mình cảm thấy là phù hợp với mình thì mua thôi. Thì chắc bây giờ chị Cúc có thể tham quan shop và có thể tìm cho một bộ trang phục có thể mà chị nghĩ là nó sẽ hợp với chị, để có thể em có thể giúp cho chị tư vấn những cái kiểu trang phục mà sau này chị có thể chọn nó đẹp hơn, hoặc là mình có thể đi mai những trang phục đó. Đây là bộ trang phục mà chị mới vừa chọn, không biết có hợp không, nhờ Tính tư vấn cho chị. Thì cái bộ trang phục này thì chị chọn thì về phần kiểu dáng, màu sắc với lại có tay thì em nghĩ rất là phù hợp với chị, nhưng về phần chất liệu thì em nghĩ nó không phù hợp. Nó thì, nó mỏng quá hả anh hay sao? Không, chị Cúc có một vòng hai rất là có khuyết điểm, thì cái phần này có thể cái phần bếp lum này có thể che được khuyết điểm của chị, nhưng cái chất liệu này rất là mềm, rất là mỏng, nó sẽ phủ lên người chị và có thể nó sẽ lộ hết hoàn toàn khuyết điểm của chị. Thì nếu mà cái kiểu này mình có thể chọn những cái form A hoặc là form suông thì nó và chất liệu nó có thể là dày dặn hơn thì nó sẽ thắt cái eo của mình, nó sẽ che khuyết điểm tốt hơn và đẹp hơn cho chị. Tức là về kiểu dáng thì phù hợp rồi, về kiểu dáng màu sắc hoa văn thì rất là hợp, nhưng mà cái chất liệu vải thì cần phải dày dặn hơn, và cái phần pop lum như thế này là được đúng không anh? Thôi sẵn đây chị nhờ Tính là chọn giùm chị một bộ luôn, để từ đó mà chị có thể bắt chước. Thì chắc là em sẽ đi lựa chọn cho chị một bộ trang phục. Đúng rồi, dài hơn. Thì đây là cái bộ trang phục mà em giúp cho chị Cúc chọn để tham gia chương trình Tự Tin Để Đẹp hôm nay. Thì cái chất liệu nó dày dặn hơn, những cái form chẳng hạn như là nó tám mảnh như thế này, nó đuôi cá ở dưới thì nó sẽ giảm thắt, nó sẽ co thắt cái phần nai bụng của mình hơn, và nó xòe phần như thế này. Người ta sẽ tập trung nhấn nhá vào những kiểu dáng của nó. Và chiếc đầm này có tay, thực sự là cũng rất là bắt kịp xu hướng là cái tay hơi lên một xíu thì giúp cho chị trẻ trung hơn. Thì màu sắc thì giúp cho chị trắng da hơn. Hồi giờ thì có bao giờ mà chị mặc mà những cái form dáng mà nó tựa như vậy chưa? Tay loe nè, rồi đuôi cá như thế. Tay loe thì có nhưng mà đuôi cá thì chưa. Vậy hả? Vậy thì ngày hôm nay cũng phải thử luôn nha chị Cúc nha. Bây giờ thì em cảm ơn anh Tính rất là nhiều. Bây giờ mình vào trong chị nha. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn anh. nay thì em biết chị bị cảm thì cũng hơi mệt một tí xíu đúng không? Nhưng mà được đi làm đẹp thì phải tươi tắn lên nha chị nha. 今回は服装にも合わせて今ある長い髪をバサリ切らしてもらってショートボブのスタイルで切らせていただきます。前髪は長い方が似合うと思うので後ろに流せるような長さで切らせていただいてボリュームが出るように分け目を少し左側に変えてで、カラーは、服装がピンクだったので少し赤みのあるで今よりも少しトーンの明るいブラウンを使ってカラーしていきます。メイクもそうですねあまり派手になりすぎないようにちょっとナチュラルめのメイクでしていただきますので。Và các bạn thân mến, trước khi biết được ngoại hình mới của chị Kim Cúc sẽ được thay đổi như thế nào thông qua chương trình Tự tin để đẹp thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với con trai của chị ấy trước. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay mới gặp lại ha. Dạ. Hôm nay có vẻ đẹp trai hơn hôm bữa nữa đó. Ủa là hôm bữa trước nha, chị nhớ là bố nói là bố cũng sẽ đến với chương trình cùng với em mà sao hôm nay không thấy bố đâu? Dạ tại vì ba em nay bị đột xuất công chuyện trên công ty nên hôm nay không ghé được, chỉ có em đại diện cho ba đi. Rồi, rất là tiếc vì không có mặt ba ở đây. Nhưng mà em sẽ là người truyền đạt lại hình ảnh mới này cho ba. Về cho ba. Và ngay bây giờ sẽ là hình ảnh mới của chị Kim Cúc, xin mời. Sao mày nhìn mẹ lạ vậy? Lạ mà xấu hay đẹp? Đẹp nhưng mà nhìn giống người Tây hơn. Mẹ rất là đẹp và hiện đại. Em sẽ truyền đạt những thông tin này về cho ba. Không có cần phải về nhà nói đâu, chỉ cần một hình ảnh đúng không, lấy điện thoại chụp ảnh mẹ về xong là mà không lát nữa mẹ cũng sẽ với cái ngoại hình mới này về nhà. Và chị không biết là mà khi ba mở cửa vào nhà thấy mẹ thì ba sẽ phản ứng như thế nào, thì hy vọng là em sẽ là người truyền đạt lại. Chị Kim Cúc, chị thấy hình ảnh mới của mình như thế nào? Chị rất là bất ngờ, không nghĩ là mình sẽ cắt tóc ngắn như vậy. Dạ. Từ nào giờ ít có khi nào chị để tóc ngắn lắm. Một chiếc đầm đuôi cá có tay màu cam nhạt với chất liệu dày ôm sát người che mất hoàn toàn khuyết điểm của chị Nguyễn Thị Kim Cúc, cũng như tôn lên làn da trắng sáng của người mặc, tạo cho chị thanh lịch hơn và thanh mảnh hơn. Kiểu tóc bóp đã được cắt ngắn theo xu thế hiện đại, nhuộm màu nâu sáng, cộng với phần trang điểm phù hợp với gương mặt và phục trang. Ngoại hình mới này chắc chắn sẽ góp thêm chút kinh nghiệm làm đẹp hàng ngày cho bản thân sau khi tham gia vào Tự tin để đẹp. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. カラーも綺麗に入ったので、しっかりドライヤーで乾かしていただいて、トリートメントも最後につけていただければ、綺麗なカラーキープできるかなと思いますので、ぜひやってください。ありがとうございました。Thank you. Rồi, một lần nữa cảm ơn chuyên gia của salon tóc ship Tokyo đã giúp cho chị Kim Cúc có được một ngoại hình thật là mới và thật là hiện đại như thế này. Và nhân đây thì chương trình xin được gửi tặng đến chị phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của spa Vĩnh Tân. Phiếu quà tặng này trị giá 1.150.000 đồng. Chương trình xin chúc chị Kim Cúc lúc nào cũng trẻ trung, hiện đại và lúc nào cũng phải cười tươi như thế này chị Cúc nha. Chị cảm ơn chương trình đã giúp chị có một diện mạo mới như ngày hôm nay. Và chị cũng mong là những chị em phụ nữ khác mà còn chưa tự tin về ngoại hình của mình thì mạnh dạn tự tin như chị tham gia chương trình Tự tin để đẹp. Dạ để rồi càng đẹp hơn ạ. Dạ em cũng xin thay mặt cho chương trình cảm ơn chị Kim Cúc rất là nhiều. Như vậy là hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã có sự thay đổi rất là khác biệt, rất là xinh đẹp đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.